Hello, Nguyễn xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn quay lại kênh Nguyễn Nuôi Heo. Thì hôm nay Nguyễn sẽ giới thiệu với các bạn xác định heo nái lên giống, thời điểm phối và cách phối heo nái tại nhà để tiết kiệm chi phí cho người chăn nuôi và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sẵn đây nhà Nguyễn có một nái lên giống thì Nguyễn sẽ tiến hành phối để cho các bạn xem, giúp các bạn mới khởi nghiệp bằng nghề nuôi heo thì có thể phối tại nhà. Không cần thú y nhưng mà vẫn mang hiệu quả cao, năng suất cao, đẻ sai. Nguyện chúc tất cả xem video và phối thành công. Thì Nguyện sẽ giới thiệu với các bạn dụng cụ phối chúng ta cần là chỉ đơn giản thôi. Ở đây là một cọng dây để phối tinh. Đây cọng dây này chúng ta ra tiệm thú y chúng ta mua cọng này thì tầm 12 đến 15 ngàn. Ở đây là một chai tinh. Chai tinh này chúng ta bạn nên bảo quản để trong bọc đen tránh ánh sáng trực tiếp bên ngoài. Nếu chúng ta mua buổi sáng rồi để buổi chiều phối thì chúng ta nên để trong thùng đá và nên để trong một cái ca để cách nhiệt lạnh của nó tiếp xúc trực tiếp với nước đá. Chúng ta bảo quản lạnh là được nhưng mà cũng không cần lạnh lắm đâu. Tay này mình tiến hành mình đi phối, mình sẽ chuẩn bị dụng cụ rồi mình tiến hành đi phối. Ở đây thì mình sẽ giúp các bạn xác định heo lên giống và ngày phối của nó để đạt tỷ lệ hiệu quả kinh tế cao, xác định đúng ngày phối, ngày dụng trứng thật nhiều để cho heo phối đậu nhiều con, năng suất đẻ cao. Giống như heo của mình đẻ được 21 con. Ở đây các bạn nhìn con heo ngày thứ nhất thì nó chỉ mới hồng nhẹ thôi. Qua ngày thứ hai bắt đầu nó hồng nhiều hơn, nó căng hơn xíu nữa. Ở đây là ngày thứ hai, nó hồng, nó căng đỏ hơn một chút và nó có một ít dịch nước ở bên trong nó chảy ra. Ở đây là ngày thứ ba, bắt đầu nó căng tròn bóng lên hết mức. Bắt đầu nó có dịch nước ở trong nó chảy ra rất là nhiều. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xác định heo lên giống thì tầm một tuần, nhưng mà trong một tuần đó thì mình phải xác định là đúng thời điểm để cho heo nó lên giống chính xác. Như con heo này thì các bạn xem nè, đây là một con heo bình thường, đây là một con heo mà nó lên giống bình thường nè, chưa lên giống nè, đây là một con heo chưa lên giống. Cái phần mà con chim của con heo á, là nó rất là nhỏ. Còn đây là một con heo lên giống, hôm nay nó là 2 ngày nhưng mà mình vẫn chưa phối được, nó mới có 2 ngày thôi, nó chưa có dịch nhiều nữa. Thì có thể ngày mai mình kiểm tra, nếu mà nó chịu thì mình sẽ phối. Thì mình sẽ kiểm tra cho các bạn xem, coi là nó có chịu hay chưa. Con heo này nó vẫn còn đi tới đi lui là chứng tỏ là nó lên giống nhưng mà nó vẫn chưa chịu đực. Thì có thể ngày mai mình sẽ kiểm tra lại là xem là nó có chịu hay chưa. Chúng ta phải là hai tay nó sát bụng nó. Nếu mà chúng ta ngồi nhẹ như thế nó vẫn chưa chịu nữa thì chúng ta đợi ngày mai chúng ta xác định lại, tại vì chúng ta chỉ ngồi nhẹ thôi, chúng ta không cần ngồi lên nó luôn đâu. Nếu mà nó chịu là nó sẽ đứng yên cho chúng ta phối, còn hôm nay là nó vẫn chưa chịu. Đây là mình sẽ thử khi mà con heo nó chịu giống thì nó sẽ đứng yên một chỗ, nó không đi tới luôn nữa. Nó đứng yên, nó không bao giờ nó đi. Đó là một con heo luôn.
Đó là một con heo mà nó rất là dịu giống rồi. Mình hỏi là tỷ lệ nó đậu 100%. Rồi chúng ta quay đến nhân vật chính của chúng ta hôm nay. Đây, đây là một con nái lên giống. Hiện tại con nái này lên giống là bữa nay là cuối ngày thứ ba rồi. Các bạn xem dịch nhờn nó ra nè. À, chứng tỏ là con heo này nó rất là nhiều dịch nhờn khi nó lên giống. Thì bây giờ mình sẽ xác định thử con heo này coi là nó có chịu hay không, để cho các bạn xem so với con heo lúc nãy. À, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đuổi con heo đứng dậy để xem là nó có chịu đứng nhanh hay không. Thường thường con heo mà nó lên giống á, nó đã mùi rồi á, nó làm biến đi tới đi lui và nó làm biến đứng dậy lắm. Nó ăn cũng ít nữa. Con heo lên giống mà nó ăn ít thì các bạn xem nó như bình thường đi, tại vì nó lên giống là nó ăn rất là ít. Thường ngày á, dù nó ăn tầm 2,2 kg thì nó lên giống nó ăn tầm chừng 700 g, nửa ký không chừng nữa. Thì bây giờ mình sẽ đuổi cho heo đứng dậy. Và chúng ta không thể dở ra, chúng ta bớt cho nó tròn lại và chúng ta gắn lại. Chúng ta ấn vào bớt từ từ và chúng ta có thể điều hòa con chim dưới này nè, để cho nó tăng cái độ khoái cảm nó lên, để cho nó thích cho nó cùng cho tinh nó đẹp nhiều hơn. Đối với các bạn mà phối hai chai một lần á,
thì hiệu quả thì có sinh đậu đó, nhưng mà mình nên tối sáng chiều rồi qua sáng ngày sau, hoặc là chiều hôm nay rồi sáng mai chiều mai ba gia thì tỷ lệ thành công thì nó sẽ cao hơn và tỷ lệ đậu nhiều hơn. Thì video mình hướng dẫn các bạn vậy thì chúc các bạn thành công. Các bạn có thấy phối một con heo nái tại nhà rất là đơn giản không? Nhưng mà chi phí nó rất là rẻ, một chai tinh tầm 60-70 tùy theo chỗ bán, tùy theo con nọc tốt hay xấu thôi. Nếu chúng ta cho nhảy heo nọc thì tầm 250-350, tùy theo heo, tùy theo chỗ nữa. Thì mình hướng dẫn các bạn phối tại nhà thì nó rất là đơn giản mà mang lại hiệu quả kinh tế cao, mà an toàn dịch bệnh cho cái trại heo nhà mình, để cho mình có thu nhập kinh tế ổn định, không cần đi đâu xa để kiếm heo nọc hết. Mình phối tinh thì mình chỉ phối đơn giản gì thôi, mình chủ yếu là mình phải xác định là đúng ngày heo nó lên giống và thời điểm rụng trứng của nó, mùi mình phối là tỷ lệ đậu 100%. Thế mình cũng không cần mà leo lên con heo mà mình để phối hoặc là ôm nó, so nó. Như thế thì nó cũng không có cần đâu, nó cầu kỳ, nó phức tạp thôi. Còn phối đơn giản như mình là tỷ lệ đậu 100%. Hay là con heo của mình nè, heo CP2 máu, mình vẫn phối bình thường. Mình có 5 con heo CP2 máu, 5 con lứa đầu tiên là nó đẻ được 72 con, lứa thứ hai là nó đẻ được 99 con, hai con đẻ 18 con, một con đẻ 20 con, một con đẻ 21 và một con đẻ 22 con. Đây là nái hai máu của CP siêu đẻ luôn. Thì mình hướng dẫn video đến đây là kết thúc. Thì chúc các bạn phối thành công. Thì xin chào các bạn.